Alo chị, ở đâu rồi chị? Dạ, dạ rồi chị lên xe. Dạ, dạ rồi. Mời chị lên xe luôn. Em chào chị ạ. Rồi. Ok. Trời ơi, có không khí như thế. Dạ, thương quá của em. Dạ rồi. Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang. Là lỗi do em hay là do anh đã đôi thay âm thầm. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Hôm nay gặp em thì cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ. Wow. Tặng bỏ cho em. Dạ, em biết cảm em ơn chị. Đoạn đường đến đây cũng là dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cái này là cái gì vậy chị? À, đây là canh hầm gà tiềm thuốc bắc. Gà tiềm thuốc bắc do chị nấu. Đúng. Do chính tay chị nấu. Wow. Rồi. Rồi xin mời các bạn ạ, xin mời ạ. Đây là món quà của chị Lương Bích Hữu. Cái gì? Nó cũng ăn. Rất là ngon, cảm ơn chị. À, nó phải ăn hết nha. Vâng, chắc chắn rồi. Mình nấu ngon như vậy, tại sao mình không mở một cái nhà hàng riêng của mình ta? Thật ra là cũng có ấp ủ mở tiệm, nhưng mà chưa biết là cái thị hiếu ở Việt Nam có thích hay không thôi. Vâng. Nên cũng nhiều khi cũng muốn là nấu cho Nghị ăn thử coi, Nghị cảm thấy làm sao. Như thế này là em ủng hộ hàng ngày luôn. Yeah. Dạ. À, giới thiệu với chị, đây là bé Hai. Bé Hai là một người bạn rất là thân với em. Chị có thể qua đây giao lưu với bé Hai, em có thể đổi chỗ với chị. Đúng rồi. Dạ. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Chuyến Xe Thời Gian. Và cũng như là xin chào Nghị. Chào chị. Xin chào bé Hai. Dễ thương quá. Chị Lương Bích Hữu thân mến, hôm nay thì em rất là cảm ơn chị khi mà chị dành thời gian để mà tới với Chuyến Xe Thời Gian. Chúng ta sẽ có 5 cột mốc ứng với lại 5 lá thăm. Nhưng mà riêng với chị Lương Bích Hữu thì có 3 lá thăm. Dạ. Ưu tiên hơn. Dạ, chị được ưu tiên. Chúng ta kể những cái gì gọi là sắc gọn và chi tiết nhất, cho nên là chỉ cần 3 lá thôi. Đầu tiên sẽ là lá màu vàng, em xin mời chị ạ. À, lá thứ nhất là vận may và vận xui. Vận may thường bắt nguồn từ hồi mình cảm nhận là sinh ra rồi. Sinh ra là chị đã may mắn. Tại sao là mình cảm nhận như vậy? Tại vì do là sinh ra rồi cái mình cảm nhận được là mình yêu cái gì trước. Mình dạ. Mình yêu mình cảm thấy là mình ấm áp trong cái ngôi nhà, mình cảm thấy là mình rất là thích ba mẹ bên cạnh này nọ, mình cảm thấy mình đầy đủ. Rồi cái mình yêu cả cái vấn đề là cái cá nhân của mình yêu thích là cái âm nhạc nữa. Rồi cái âm nhạc đó là từ hồi lúc 3 tuổi là đã mình cảm thấy là mình chưa có biết cái gì hết trơn, mình nháy theo cái nhạc đó, là đã chỉ cần ba mẹ bật cái bộ phim tập nào đó thôi, nghe 1-2 lần thôi là có thể hát lại được, nháy lại được, mặc dù là không hiểu cái nghĩa của cái bài hát đó là cái gì, nhưng mà hát lại được hết luôn. Có nghĩa là từ lúc nhỏ mới đẻ ra là cảm thấy mình có tố chất làm nghệ sĩ không? Không có biết là tố chất nghệ sĩ là gì, nhưng mà mình cảm nhận được là mình có cái, tới cái thời điểm này mình cảm nhận ngược lại là mình cảm thấy là mình có một cái điều gì đó giống như ông trời cho mình. Tiếp theo tới sẽ là một ca khúc mà em nghĩ là chị phải hát trong chương trình này. Ca khúc này là ca khúc mà người ta nhớ tới chị rất là nhiều. Cô gái đây, Trung Hoa. Đừng có tính đây, đúng rồi, cô gái Trung Hoa đó. Dạ vâng, chính xác là như vậy. Cô gái Trung Hoa. Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu. Quẩy như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phân vân chờ mong ngày chung hoa nếu con em đi xin đâu có bao giờ nào anh nói không kéo tay anh đừng buồn em nhé cứ chạm tay cùng nhau thì hãy hẹn tay em nhé ơi nếu chỉ cần chỉ một tấm hình không có ai thì vậy thì suốt một quá trình toàn là vận may, vận xui của chị nằm chỗ nào? Thực ra thì con người của Hữu là không có nghĩ tới những cái điểm mà bi quan nhiều mà đa phần là mình cũng nghĩ tới hướng tích cực nhiều hơn. Cho nên là không có nhớ nhiều về những cái chuyện mà bi quan đâu. Nhưng mà đương nhiên là cái gì nó xảy ra rồi thì mình vẫn có thể kể lại được. Chẳng hạn như là những cái khoảng thời gian mà ngày xưa đi học nè, cái tuổi thơ của mình thì lúc đó là mới nhỏ xíu và đi học lúc nào cũng có chị đi theo. Tại vì chị cũng học chung trường. Thì hai chị em là có đi chiếc xe đạp, rồi cái chị chở mình thì lúc đó là Hữu ngồi ở phía sau, Hữu mặc cái áo dài á, thì lúc đó là cái áo dài cái tà nó hơi dài thì có kẹt vô cái chiếc xe đạp, nó cuốn vô trong cái bánh răng đúng không? Đúng rồi, mình cũng sợ quá trời, tại vì lúc đó là sau cơn mưa đó thì nó có cái nước ở phía dưới đất nữa, lúc đó là sợ là cuốn cái kẹp cái áo á, thì nó làm cho rách cái áo rồi mình sẽ không có được, cho nên rất là sợ. Phải giật ngược lại cái hồi nó rách luôn. Lại giật rách cái tà áo luôn. Cái đó rất là đi học xong tự nhiên cái thấy ủa sao mất tiêu cái tà, thầy cô nói em với người mà ướt nhẹ với người. Xong rồi cái lúc đó là mình cảm thấy là phải xin phép thầy cô là cho mình về thay đồ mà không dám về nhà trước đó, sợ là bị bắn mặt. Em nghĩ là tại sao chị không chạy về nhà chị thay đồ xong chị lên trường mà chị mặc cái đồ rách đó, chị lên trên trường chị học luôn? Không, chị lên chở anh chị thưa thầy trước thì mới về. Và có những cái chặng đường nữa, chẳng hạn như là sau đó thì mình tự đi học, tự chạy chiếc xe, lúc đó là lên một cấp bậc rồi mình đi Charlie. Wow, lúc đó là đi Charlie. Nhưng mà ngập nước thì vẫn khổ như thường. Ngập nước là bắt đầu là bị tắt máy á, tắt máy xong rồi là phải tự hộ tháo cái buri ra, rồi cái thỏi cái buri đó để gắn vô lại rồi mình mới đi tiếp được. Phải làm khô cái buri. Em có bị hoài chứ chị? Mấy ra thỏi rồi là dơ hết luôn. Mà sao không có anh nào đó làm giùm mình cái đó ta? Hồi đó bạn trai theo nhiều không? Hồi cấp 3 có nhưng mà không có dám kể đâu, tại chị cũng mất cỡ rồi. Nhưng chị cũng nghĩ lại chắc mấy bạn nào đó mà có coi chương trình đó thì thế nào cũng sẽ mất cỡ theo. Ngoài cái chuyện mà chị bị kẹt cái tà áo vào trong cái xe đó thì còn chuyện gì khiến cho chị cảm thấy bị xui nữa? Lúc mà Hữu học qua cái trường nhạc viện á, học mà không có thời gian để ăn trưa luôn và không có thời gian để nghỉ ngơi, không có ngủ, do là vừa học phổ thông và vừa thi vào trường nhạc viện và vừa học luôn cả cái tiếng phổ thông nữa. Mình học ba trường và sau đó là cái khoảng thời gian mình chạy tới chạy lui rồi mình ăn cơm sợ là bị bao tử, lúc đó sợ thì lúc đó là ăn xong rồi mình không có thời gian để ngồi nghỉ thì mình đi chậm thôi. Nhưng không ngờ là ở phía sau á, ngay cái đường Huyền Trân Công Chúa nè, ở phía sau có một cái chiếc xe hơi phóng rất là nhanh, phóng một mạch luôn, là có cái kiến hậu của cái xe hơi đó nó móc vô cái kiến hậu của Hữu và sau đó là Hữu bị té đập đầu xuống đất luôn rồi quay mấy vòng. Nhưng mà lúc đó không biết tại sao, không biết mình lại bò tới cái chiếc xe của mình rồi mình rút cái chìa khóa xong rồi mới xỉu. Là sợ bị cướp chiếc xe. Sợ bị mất xe. Mà xe nó là bể bẩn, bể đồ, bể hết rồi. Chứ thật sự nhiều người ta thấy xe cũng không biết lấy làm sao luôn á. Bản năng dữ của chị. Xỉu xong rồi á là mọi người mới, ở trong đó những cái người quý nhân á, họ mới cứu Hữu vào rồi mới hỏi Hữu là nhớ số điện thoại không để gọi về nhà, mà không nhớ một cái gì hết, không có nói được luôn. Xong một hồi nữa không biết họ làm cái gì mà Hữu tỉnh, rồi cái họ mới hỏi số lại thêm một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa, rồi bắt đầu Hữu mới từ từ Hữu mới trả lời được từng con số một, rồi xong rồi mới gọi cho ba, rồi ba lúc đó ba mới lên, ba đón Hữu về. Chị khá là nhiều tai nạn
trong cuộc đời của chị? Còn nữa. Đi tỉnh thì đi diễn ở đèo Hải Vân đó. Vân hồi xưa chưa có làm cái đường hầm. Rồi em biết đó. Em đã từng đi rồi. Cái đèo đó nó ghê dữ lắm, là ai cũng nói là lên cái đèo đó là phải tái. Nhưng mà cái thời gian đó là đang bị mưa. Cho nên là không có ai không xuống xe được. Xuống để tái. Thì lúc đó là đi thì bọc dòng cua quẹo đó. Thì cái lúc đó là ngay cái xe không biết tại sao nó trơn. Thì cái một nửa xe nó đi xuống dưới luôn. Cái vực thẳm á. Mình đi diễn là đi hai xe lận, một xe là xe của security. Lúc đó là vẫn còn trong công ty đi làm á. Thì một xe nữa là xe của mình, xe ca sĩ. Thì cái xe security đi sau. Thì mới thấy cái cảnh vậy là lẹ lẹ là xuống xe là đè cái đầu xe lại, đầu xe của ca sĩ ngồi á. Tại vì lúc mà quay á, quẹo cua á, là đã quay mấy vòng rồi. Quay giống như là mình đang ngồi xe nè, quay vòng 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 vòng, quay vòng 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 vòng, là cái cùi chỏ của người này người kia là đâm nhau y xèo đó, là đau lắm. Mọi người là coi như là đặt đầu rô xe rồi quay vòng 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 trong đó hết á. Rồi mới bắt đầu là thấy xe vậy nè nó treo lơ lửng như nè, xong rồi cái bắt đầu là mọi người mới đè đầu xe kêu ca sĩ xuống. Rồi bắt đầu là lẹ lẹ là đổi qua ca sĩ qua xe security để mà đi đến cái tiệm diễn, còn mọi người xử lý xe ở đó. Là lúc đó là tim vẫn còn được như nè. Nhưng mà phải lên phục vụ khán giả là phải giữ một cái thần thái riêng của mình chứ. Đó là những cái tai nạn mà mé mất mạng rồi. Sau đó là cái tai nạn mà nó lớn hơn nữa là cái tai nạn một mình Hữu phải đối diện. Đó là tai nạn bị phỏng. Mặc dù Hữu nói một mình Hữu đối diện nhưng mà bên cạnh Hữu luôn có ba mẹ để mà giúp đỡ, rồi hỗ trợ cho Hữu là làm sao để Hữu có thể lành được cái vết thương và làm sao lấy lại cái tinh thần cho Hữu. Mà ngay lúc đó là thật sự là suy sụp không còn gì luôn. Một cái miếng kiến ở nhà cũng che hết, không dám nhìn vô kiến luôn. Sợ soi gương luôn. Và đi cà nhắc đi không được luôn. Cả năm trời mà không có dám nghĩ rằng là mình sẽ quay lại được showbiz luôn. Lúc đó là cái da mặt lại bị phỏng, lông mi nè, sống chân mày nè, tóc cháy hết. Rồi cháy xuống tới cái tai, cái cổ, cái đùi ở phía sau này luôn. Trời ơi. Thì lúc đó là bị cháy tới cấp độ 2. Tới bây giờ mình nhìn thấy lửa cũng sợ. Nhưng mà không phải là lửa trong đầu bếp đâu nha. Chỉ là lửa, mình cảm thấy là những cái lửa mà bắt đầu mọi người chơi lửa hay là hừng hực lửa là cảm thấy sợ. Không có dám thấy lửa. Em thấy chẳng có một cái vết tích gì nào của cái tai nạn ngày xưa cả. Và không có qua phẫu thuật luôn. Không qua phẫu thuật luôn. Và tự nhiên như vậy. Phải nói là nhờ vậy thì chị cũng biết cách để mình giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Cho nên là cũng có tập nấu canh nè. Trời ơi. Cho nên là hôm nay mới có cái món quà này để mà tặng em đúng không? Em cảm ơn chị. Hy vọng là sau cái chương trình này thì cũng được mọi người biết đến là Nghị cũng có khen qua canh của Hữu nấu nè. Rồi cái mong mọi người nếu như mà một ngày nào đó Hữu có mở tiệm hay gì đó thì mọi người cũng sẽ tới ủng hộ nhiều nhiều. Bây giờ chị đã có cái nghệ danh là cô gái Trung Hoa rồi. Chị mở một cái tiệm đồ ăn Trung Hoa mang tên cô gái Trung Hoa. Wow. Hấp dẫn ha. Dạ. Đó, em sẽ là người ủng hộ chị đầu tiên. Hứa rồi. Và nhiệt tình. Yes. Okay, em, okay. Em tới em quảng cáo không lấy tiền cho chị luôn. Trời ơi. Miễn là cho em ăn miễn phí. Trời ơi, ăn suốt đời luôn, miễn phí suốt đời luôn. Cảm ơn chị. Vậy thì chúng ta đã qua cái lá thăm đầu tiên, nó về vận xui và vận may. Chị nhìn qua bên phải đi ạ. Nhà thiếu nhi quận 5. Okay. Hình như là bây giờ là đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Và thậm chí là có rất là nhiều đồ chơi. Ở trong đó có nhiều cái bập bên hay là đồ chơi trong đó. Có sân khấu nữa. Cái lúc mà Hữu sinh hoạt là chưa có những cái này. Cái khoảng thời gian mà Hữu sinh hoạt trên này là Hữu phải mỗi lần tới đây sinh hoạt là đều phải leo lên gần sân thượng lần. Tầng mấy ạ? Tầng 5 rồi. Đi bộ mà 5 tầng luôn. Trời đất ơi. Mỗi một lần lên cái phòng tập đó là Hữu phải ngang qua một cái phòng tập hát nữa. Xong rồi mới tới cái phòng tập múa. Và tôi học ở nhà thiếu nhi quận 5 á, là không phải chuyên mà học hát không mà học chuyên mà học múa nữa. Wow. Đó là chị cũng có múa dân gian. Cho nên là có một cái khoảng thời gian là rủ 5 chị em trong nhà với lại một bé em ở ngoài. Thì lúc đó là đi thi cô gái Bích Lan Hương, đó là làm thi múa. Múa dân gian thôi, được đặt giải nhất luôn của quận 5. Wow. Không phải ngoài hát ra mà còn múa nữa. Trong những cái cuộc thi thì thường thì chị hay chọn những bài hát như thế nào? Để mình nhớ lại cái lúc mà mình hát boxing hồng thì mình có hát cái bài Ước Mơ Hồng. Hát thử Ước Mơ Hồng nè. Ước Mơ Hồng ha. Dạ. Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng.
cho em bao khát vọng của tình yêu mênh mông. Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò và khắp nẻo đường bay qua phố phường hồi tiếng hát ngàn mến thương như chim săn ca hát trên cao xanh bao la. Tiếng chim săn ca, tiếng chim bay xa, tiếng ca vui vào mọi nhà. Em như hoa xuân ngát hương thơm tràn lòng người, sắc hương tưng bừng lá hoa reo mừng đón mùa xuân xa. Chúng ta xong cái lá thăm thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ tới lá thăm thứ hai. Bước chuyển mình. Bước chuyển mình. Cái lúc mà học ở trong trường nhạc viện á, là lúc đó là không nghĩ là sẽ đi theo cái ngành showbiz đâu, toàn là nghĩ là sẽ đi làm cô giáo, thầy giáo thôi. Mà làm giảng viên tại trường nhạc viện á, là cực kỳ khó, không phải là dễ, không có đơn giản chút nào hết. Tại vì thường á, là một người học về trung cấp rồi lên đại học thì cũng chỉ là học 4 năm là xong rồi. Nhưng mà học về nhạc viện á, là học tới 8 năm. Và thậm chí lên thạc sĩ mới được làm giảng viên tại trong đó. Cộng lại cái thời gian học nó không khác gì học một ngành là ngành bác sĩ. Thì cái khoảng thời gian đó thầy cũng thấy được là Hữu cố gắng cỡ nào, tại lúc nào cũng sáng nào là vô lớp sớm nhất, là sắp sẵn bàn ghế rồi châm trà sẵn rồi mở sẵn cây đàn piano, rồi thậm chí là nhiều khi có khoảng thời gian là mình dành cho mình thì mình sẽ ở đó mình luyện đàn trước, mình học hát trước, mình luyện thanh trước. Rồi thầy mới cảm thấy là thôi bây giờ cho một cái khuyến khích cho mình là con nên đi tham gia thi thố đi, để cho biết là sau này nếu có đi giảng dạy á, thì cũng biết là cái cách làm sao để mình diễn nè, rồi cầm mic nè, hay là như thế nào đó. Thầy cũng khuyến khích mình đi thi để lấy kinh nghiệm thôi. Cho nên là mình cứ đăng ký là như tiếng hát truyền hình nè, tiếng hát quê hương. Tại thời điểm đó là có cái gì mình cứ đăng ký thi hết. Tiếng hát đài phát thanh thì có đăng ký hết. Mà phải sắp lịch chạy xô. Mình cảm thấy là cái trao dồi, cái sự trao dồi đó nó giống như có một cái sức hút gì đó. Mình thi xong chỗ này là mình muốn thi tiếp cái chỗ khác để cho mình nó liên tục để cho mình không có bị mất cái đà đi. Và mình trao dồi là mình cảm thấy là mình cũng biết được là chỗ này mình sẽ hát cái điểm nào là vừa mới được ban giám khảo góp ý xong, là mình sẽ lấy cái kinh nghiệm đó là mình áp dụng vô những cái nơi tỷ khác luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới một cái trò game. Trong đây là có 5 cái lá thăm. Thì mỗi lá thăm là một cái yêu cầu của bên sản xuất. Để chị phải hoàn thành. Bây giờ mình bóc đại một cái. Dạ. Rồi, đây. Hát Hồ Quảng Tiến Hoa. Yeah. Là mộng thiên tây quang. Hay quá chị ơi, tuyệt vời. Lần đầu tiên được nghe trực tiếp Hồ Quảng mà bằng tiếng Hoa thiệt luôn, mà bằng giọng của một người ca sĩ mà mình ngưỡng mộ nữa. Nhưng mà bây giờ đang hồi hộp tới cái thử thách tiếp theo, không biết là cái gì đây nè. Còn nhiều thứ bất ngờ lắm, chị xin mời chị ạ. Không biết là giả giọng hay là cái gì nữa đây nè. Nó sẽ liên quan tới những sở trường của chị. Tăng tông từng bậc. Góc phố nơi anh cành ngọc lan xòa bóng ma, tòa hùng bát ngát bao với em ngày cuối thu. Lên tông luôn nha mọi người. Chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Lên nữa nha. Từ ngày nào anh mới quen em, vẫn cây ngọc lan tòa bóng mát mà vẫn hương thơm. Nơi ta đã hẹn một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút hương về cuối thôn.
và sẽ mãi mãi hướng ông lớn con. Lên ba bậc nhưng mà vẫn giữ được cái phong độ không bị oét. À, còn lá thăm cuối cùng. Ok. Lá thăm cuối cùng. Lá thăm cảm biết là gì? Hồi hộp. À, các nhạc cổ điển tiếng Ý. Có thể nghe và đừng có để ý tới cái lời. Hiện tại thì chúng ta còn lá thăm cuối cùng. Xanh. Lá bài cuối cùng đó là sáng tác đầu tay. Có một cái bài hát này mà ngày xưa Hữu cũng không nghĩ rằng là mình có thể sáng tác cái bài hát mà được đưa ra mắt công chúng. Bởi vì cái bài này là chưa có hoàn chỉnh. Dạ. Đó là được mang tên là Aya Aya. Vâng. Và có đưa ra cho anh Nguyễn Hà nghe thì anh Nguyễn Hà nói: "Ồ, bài này hay quá, bài này hay, thôi để anh đánh đàn để cho em hát thử." Xong rồi cái kêu là: "Em ơi, bây giờ cái bài này á, mình phối luôn đi, à, đàn sau phải như thế nào, sẽ sáng tác." Tại trong đầu mình hình dung là sẽ như vậy, nhưng mà không, là lấy luôn, là ra mắt luôn. Dạ vâng, ok ạ. Một ngày thật vui xôn xao, một câu chuyện đây đây sau. Thật ra được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau. Và bây giờ nghe bên tai một câu người yêu khẽ nói: "Sống vui với anh trọn đời nhé em." Đắn đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Wow. À, hiện tại thì chúng ta đã tới điểm cuối cùng của ngày hôm nay. Chuyến xe thời gian sẽ đưa chúng ta tới và hình như là có gặp một người. Đây là đâu? Thì em bản thân em là MC, em vẫn không có biết được là sẽ gặp ai. Hồi học và... Dạ không có gì đâu, hồi hôm nay quá, hồi xin lỗi. Đi thôi à, lên đường. Trong quá trình sự nghiệp của chị thì chị kết hợp với rất nhiều nhạc sĩ. Chị đếm thử coi là chị đã kết hợp bao nhiêu nhạc sĩ. Mới đây thì sắp ra mắt là Dư Tố Dư nè. Có Vương Anh Tú trước đó, có Vương Công Tú. Nam. Công Nam. Có Sĩ Lung, có Hamlet Trương. Hamlet Trương. Có... Là toàn những nhạc sĩ trẻ và đang hot hiện tại. Với ai thì chị cảm giác là hợp với chị nhất? Những cái bài hát mà từ xưa tới giờ mà mình vẫn hợp tác với nhau thì có anh Sĩ Luân, Hamlet Trương. Đó là sự gắn bó. Cũng là gắn bó từ âm nhạc tới khi đi thực hiện về những cái ra mắt game show. Rồi, đó là những tình bạn kể cả ở ngoài đời, đúng không? Kể cả ở trong công việc. Ok. vậy thì với nhạc sĩ nào thì chị cảm giác là hợp với cái gu nghệ thuật của chị nhất? Đối với những cái gì mà mới nhất của Hữu thì Hữu cũng muốn là cho nó mới hơn chút, nhưng mà cái gì cũ thì mình vẫn giữ. Cho nên nói là cái gu của mình thì vẫn là Hamlet Trung. Có bao giờ mà chị kể một câu chuyện với nhạc sĩ để nhạc sĩ cũng viết có bài hát đó cũng để chị tặng cho một người khác? Có luôn. À, đừng nói là Bùi Công Nam nha. Tại vì nãy giờ trong đầu của chị toàn là nghĩ tới là không biết lát nữa sẽ là ai. Em có biết Bùi Công Nam?
Vương Duyên đang yên tự nhiên cái tớp đó là em kết hợp với người công nam. Người công nam có nhiều cái hay lắm, biết lời cực kỳ hay, biết lời kỳ hay và thông minh và mà nhanh cực nữa. Cực kỳ thích người công nam luôn, tại vì là bắt cái trend là một, cái hai nữa vừa có cả cái tâm tư của mình ở trong đó và tâm tư của khán giả ở trong đó luôn, giống như là mình gửi gắm là mình muốn viết bài cho mẹ. Và cái câu chuyện đó là như vậy, ca khúc tên là Hôm Nay Con Bận Rồi. Nghe cái tựa nha, cảm thấy nó có một cái gì đó nó hơi tắc trách với gia đình. Đúng rồi, bị mình lo công việc của mình quá. Chính xác, đúng không ạ? Tại bản thân em cũng đã rơi vào trường hợp như vậy, và ở cái thời điểm hiện tại em cũng chưa biết phải làm sao để mà mình có thể dung hòa được với công việc để lo cho gia đình. Vậy thì đó là cái câu chuyện mà chị kể với Bùi Công Nam. Và chị cũng thấy em rưng rưng đúng không? Em đang nhớ ba mẹ đúng không? Em là một người sống có người mời khá tình cảm thì chọn như thế. Có người hâm mộ mời chị đi nước đó. Chị nghe thấy tiếng mê. Đây là tôi nghe nói xấu tôi nhiều lắm nha. Đây là anh chàng nhạc sĩ mà nãy giờ chị em mình nói. Hồi nãy đi vô một lần rồi mà chị không nhận ra phải không? Bóc ra cho chị uống. Chị đó. Nãy giờ đâu mà bưng nước cho chị. Có, em bưng nước em để chị uống mà. Chị quên à. Có. Nãy lo nói chuyện quá nên là không chú ý. Dạ, em muốn hỏi chị là tại sao không phải là những nhạc sĩ khác mà là chọn Bùi Công Nam? Biết được Bùi Công Nam là qua từ rất là nhiều ca khúc trước đó, là đã từng rất là thích nhiều bài hát của Bùi Công Nam. Wow. Xong rồi cái mới thấy em này rất là tài năng, mà tại sao lại chỉ sáng tác là những cái bài hát mà vui vui như vậy thôi. Thật sự là Bùi Công Nam có thể viết được những cái bài hát mà đi vào lòng người sâu sắc hơn nữa, như vậy nữa. Và bản thân á, là chị cũng đang tìm một người để gửi gắm nữa, ngay lập tức là gọi cho Bùi Công Nam liền. Chứ không có suy nghĩ nhiều. Thật sự để cho Bùi Công Nam á, là viết ra một cái bài này cũng là những cái gì đó trong lòng của Bùi Công Nam nữa. Chứ đúng không rồi, phải rồi. Là chỉ có là nhìn trên những cái gì mà đưa ra là viết được. Có nghĩa là có những cái đoạn mà gọi như là cái hình ảnh với như câu chuyện thì em đưa vào và em cảm được là mình có ở trong bài hát đó. Ví dụ như có cái những cái câu mà nhiều lúc tôi hay gọi hôm nay còn bận rồi, rồi phóng xe đi dạo với mấy đứa bạn thân. Là bình thường là em hay vậy lắm. Có nghe mẹ gọi giờ cũng bận rồi, nhưng mà mặc dù lúc đó mình đang đi chơi với mấy đứa bạn. Là khi mà chị nhận cái bài hát của Bùi Công Nam thì chị nghe là chị rất là cảm xúc rồi. Vậy thì chị có đưa cái ca khúc này cho bố mẹ chị nghe không? Có chứ, ba mẹ thì lúc nào cũng để ý hết á. Mà ba mẹ ít khi nào bày tỏ những cái cảm xúc giống như là mình vui hay là con mình có những ca khúc này dành tặng mình hay gì đó. Nhưng mà có nghe, và nghe xong ba có cười. Có cười. Nhưng ba không nói gì hết. Mọi người thân mến, hôm nay là chương trình truyền hình thực tế. Thì chút xíu nữa chị Lương Minh Hữu sẽ hát live tại đây một ca khúc mới. Và mọi người nghe thấy hay thì cho một tràng pháo tay. Trong pháo tay cho chị Lương Hữu. Sáng nay có người nhắn vài câu, nói gần đây mẹ hay bệnh đông, có đôi chút thời gian thì gọi về hỏi xem tình hình ra sao. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con sẽ bận rồi, phóng xe đi làm đi. Được nói xin lỗi mẹ. Wow, cảm ơn chị. Cảm ơn Nam, cảm ơn Nghị và cảm ơn chương trình. Tại vì ngày hôm nay là chương trình ngoài để cho Hữu được giao lưu với tất cả mọi người ở đây. Và cái điều bất ngờ ngày hôm nay nữa mà cảm thấy là rất là vui và rất là hào hứng trong cái giây phút cuối cùng đó chính là gặp lại.
Lâu ngờ đúng không? Lâu lắm mới gặp lại. Nhưng mà khi mà gặp lại là có giống như là được gắn kết lại cái giây phút mà lúc mà cảm xúc nghe. Đúng rồi, cái lúc mà gặp Nam là cái lúc mà được nghe bài hát là rớt nước mắt, rớt nước mắt thiệt luôn. Chị hát mà chị làm nghĩ rưng rưng là thành công rồi. Rất là không cảm xúc thật mà. Một ca khúc rất là cảm xúc, lời của nó chạm lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc trò chuyện của ba chị em và hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ ba anh chị em trong con đường nghệ thuật. Okay. Và đặc biệt là chị Hướng. Và tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Tôi nghĩ cảm ơn Bùi Công Nam và chị Lưu Bích Hữu rất nhiều. Mời quý vị đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.